Là mình của gái thích làm vườn này. Ở Long An, mọi người có biết là ngoài trồng dưa hấu ra thì người ta cũng trồng thanh long rất là nhiều luôn đó nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái vườn thanh long chuẩn bị thu hoạch sẽ như thế nào ha. Gần nhà mình là có rất là nhiều vườn thanh long luôn đó mọi người. Mà tôi nghĩ là thanh long á, người ta thu hoạch là người ta thu hoạch hết luôn, chắc là không có chừa lại trái nào để cho tụi mình mót rồi. Chỗ mình á, thì thường là trồng thanh long ruột trắng và thanh long ruột đỏ nè. Còn cái loại thanh long ruột vàng thì hiếm ai trồng lắm. Nhưng mà nói gì nói thì tôi vẫn thích ăn cái loại mà thanh long ruột trắng hơn nha. Mọi người nhìn cái ruộng thanh long của người ta chuẩn bị thu hoạch nè, đỏ rực cả khu vực luôn đó mọi người. Trái cây nào cũng vậy hết á, mình mà được ăn trực tiếp tại vườn thì nó rất là ngon. Mấy trái thanh long này á, là mọi người nhìn bằng mắt thì thấy là nó đỏ hết rồi, nó chín hết rồi đúng không? Tuy nhiên á, là bên nhà vườn á, người ta còn nói là có chín mấy đợt á, thanh long chín đợt 1 rồi chín cả đợt 2 nữa. Mà khi thu hoạch xong á, thì phải để vài ngày thì ăn nó sẽ ngọt hơn. Nhìn thanh long vậy á, thấy nôn tết quá mọi người ơi. Chỗ này á, lắc là người ta phải xịt cỏ liên tục, rồi người ta tủ rơm như thế này nè, để cho cỏ bớt lên á, chứ sao vườn nhà tôi á, quay qua quay lại mà cỏ nó mọc lên tới đầu luôn á. Giống như mấy trái này nè, mọi người thấy á, màu đỏ vậy thôi, chứ bên trong nó cũng còn xanh lắm nè. À, mình thấy được một trái thanh long nó rụng ở dưới đất. Nhưng mà trái này bị chín non rồi mọi người ơi, không ăn được đâu.